Đây là bộ phim kinh dị với giá thành rẻ 17 triệu USD nhưng lại thu về được 300 triệu USD tiền giá vé. Có người nói lúc xem phim không ai dám thở mạnh. Bộ phim tên là Vùng đất câm lặng. Bắt đầu bộ phim là một nơi không có người, ở đây có một bức tường, trên tường dán đầy những thông báo tìm người. Dường như đã xuất hiện rất nhiều vụ mất tích. Trong một siêu thị bỏ hoang, có một gia đình 5 người đang tìm những đồ còn sót lại. Bọn họ đi chân không, phải nhón chân mà đi. Người mẹ đang tìm thuốc trong tiệm thuốc, lấy lọ thuốc rất cẩn thận, sợ là sẽ tạo ra tiếng động. 5 người bước ra khỏi siêu thị, vẫn đi chân không. Bọn họ bước trên đoạn đường bồi bằng cát, bởi vì đi như vậy mới không gây ra tiếng động. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên tay đứa con trai út bước theo sau cùng có cầm một món đồ chơi, là một chiếc xe điện vừa lấy ra từ siêu thị. Nó có tiếng, khi đi qua chiếc cầu, người bố đang yên tâm bước đi, đột nhiên tiếng kêu của món đồ chơi vang lên. Người bố đơ người ra, là đứa con trai nhỏ. Ông thả cậu con trai lớn xuống, bỏ mặc tất cả mà chạy qua. Cùng lúc đó, có một cái bóng lướt qua trong rừng. Người mẹ và người chị sợ hãi che miệng lại, nhưng không dám hét lên. Đây chính là vùng đất câm lặng. Giữ im lặng chính là cách duy nhất để sinh tồn. Bởi vì thế giới đã bị một loài quái vật chiếm lấy. Chúng không nhìn thấy nhưng thính lực rất mạnh, dựa vào âm thanh để săn bắt con người. Gia đình 4 người may mắn còn sót lại phải cẩn thận hơn nữa. Họ gắn đèn màu đỏ và camera giám sát ở xung quanh nhà. Con họ thì sống ở dưới tầng hầm. Trên tường dán rất nhiều lớp báo để cách âm. Dưới đất thì trải lớp bông vải rất dày. Không có dụng cụ để ăn uống. Đồ ăn dùng lá để bọc. Ngay cả con cờ để chơi cũng làm từ dây vải. Nhưng nhân tố không thể khống chế đã xuất hiện. Người mẹ lại mang thai. Nó giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đến mối nguy hại cho cả gia đình. Vì để có thể an toàn đón nhận sinh linh mới này, người mẹ chuyên tâm quan sát sức khỏe của mình, dự đoán ngày sinh của mình, còn chuẩn bị chiếc nồi cách âm và bình dưỡng khí. Người bố thì vẫn đang nghiên cứu máy trợ thính, bởi vì con gái lớn của ông bị khiếm thính. Ông muốn làm cho cô bé một cái, nhưng vẫn luôn thất bại hết lần này đến lần khác. Người bố và con trai ra ngoài bắt cá, để người mẹ và con gái ở lại canh nhà. Cô con gái có chút không thoải mái, nhưng chỉ đành tức giận đồng ý. Nhưng ở ngoài kia, cậu con trai đến bên một căn nhà kỳ lạ. Cậu bé cảm thấy bất an. Quả nhiên, chưa đi bao lâu, hai người họ đi ngang qua một ông lão. Bên cạnh ông lão là một thi thể, là người vợ đã bị cắn chết của ông. Mà điều đáng sợ thật sự chính là trong mắt tuyệt vọng của ông lão đã mất đi ý chí muốn sinh tồn. Người bố dường như đoán được ông ấy sẽ làm gì tiếp theo, nên đưa tay ra hiệu bảo ông lão đừng phát ra tiếng động. Nhưng ông lão này đã không muốn sống nữa rồi. Người bố ôm con trai mình chạy thật nhanh, dừng lại ở một gốc cây, bịt chặt miệng cậu bé lại. Quái vật đến rồi. Đúng như dự đoán, nó nghiền nát ông lão. Còn ở nhà, người mẹ cũng gặp phải nguy hiểm. Nước ối của cô đã vỡ, không được hét, nhất quyết không được lên tiếng. Còn cô con gái thì sao? Không thể nào trùng hợp hơn, con bé đã đi khỏi nhà trước đó không lâu. Người mẹ cố chịu nỗi đau để bước xuống tầng hầm. Nhưng cô ấy không biết, ngay trên miếng gỗ có một cây đinh mà lúc nãy cô ấy đã gỡ ra. Cô ấy đã tạo ra một tiếng động không nhỏ, quái vật tới đây chỉ là vấn đề thời gian. Người mẹ cố chịu đau nhấc chân lên, bước qua để bật đèn cảnh báo. Vừa xoay người, một con quái vật đã xuất hiện trên lầu. Người mẹ đau đến mềm nhũn cả chân, nhưng vẫn không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô ấy tìm thấy một cái đồng hồ báo thức, chỉnh giờ rồi giấu nó đi. Rất nhanh thôi, quái vật sẽ xuống tầng hầm. Cô bịt miệng lại, lúc này đồng hồ vang lên, quái vật vô qua. Người mẹ nhân cơ hội chạy lên lầu, vừa mới đến cửa, lại nhìn thấy bên ngoài có một con vật khác. Người mẹ chỉ đành chạy vào nhà tắm. Cô nằm trong cái bồn, máu chảy không ngừng. Cô hít rất nhiều hơi, cố gắng kiềm chế. Nếu không được hét nữa, cô ấy sẽ chết vì đau. Nhưng âm thanh quá lớn như vậy, chắc chắn quái vật sẽ tìm ra cô ấy trong vài phút. Cũng may, người bố và em trai về kịp lúc, nhìn thấy những bóng đèn đỏ sáng lên. Người bố nói cậu con trai mau chóng đến khu trồng bắp đốt pháo hoa, còn mình thì tự đi tìm cây súng. Cậu em trai chạy như bay, cuối cùng cũng đốt được pháo hoa. Người bố lập tức xông vào nhà, nhìn thấy vết máu trong bồn tắm, anh ấy giật mình. Nhưng may mà người vợ vẫn còn sống, cô ấy đã sinh ra đứa con một cách thuận lợi. Sau khi người bố đưa hai mẹ con đến tầng hầm an toàn, anh ấy nhanh chóng đi tìm hai đứa con còn lại. Trước khi đi, ông ấy không hề để ý tới, nước ở trong nhà đã bị chảy ra. Lúc này người chị mau chóng chạy về nhà, lúc chạy qua khu trồng bắp, phát hiện đứa em trai đang run cầm cập của mình. Hóa ra sau khi đốt pháo hoa, đám quái vật bị dụ đến khu trồng bắp, bây giờ nguy hiểm giăng khắp nơi. Hai đứa trẻ chỉ có thể trèo lên kho bắp, đốt lửa cho người bố đến cứu. Người mẹ dưới tầng hầm lại gặp phải quái vật, đồng thời nước cũng tràn vào tầng hầm, nước dâng ngày càng cao. Người mẹ chỉ đành lặng lẽ đạp chân xuống nước, cố gắng bước qua ôm đứa bé. Quái vật tiến đến gần, cô cẩn thận lùi ra sau, lùi vào màn nước. Quái vật nghe thấy tiếng cô ấy rồi. Còn bên kia, tai họa xảy ra liên tiếp. Cậu em trai đang ngồi trên kho bắp không cẩn thận bị té xuống, rớt vào đống bắp. Âm thanh này vô cùng lớn. Con quái vật bên chỗ người mẹ mau chóng chạy qua.
cô ấy an toàn rồi. Nhưng hai đứa trẻ thì nguy hiểm. Cậu nhóc vùng vẫy trong đống bắp, nhưng đống bắp cứ như cát gãy vậy, càng ngày càng kéo cậu bé lún sâu hơn. Miếng sắt cũng rớt xuống, sớm nữa đập trúng cậu bé. Người chị thấy tình hình không ổn cũng nhảy xuống theo. Cô bé đẩy miếng sắt qua cho em trai, cuối cùng cậu bé cũng trèo lên được, nhưng người chị thì lại bị kéo xuống rất nhanh sau đó để bị đống bắp chôn vùi. Cậu em nhanh chóng đưa tay ra cứu chị, cuối cùng cũng kéo chị lên được, nhưng nguy hiểm lớn hơn đang dần tới gần. Người bố đang ở khu trồng bắp mở mắt to ra nhìn một con quái vật đang phi như bay đến kho bắp. Hai đứa con của ông phải làm sao đây? Hai đứa nhóc cũng biết quái vật sắp tới, nhìn nhau ra dấu, nhưng tiếng thở của chúng vẫn rất lớn. Quái vật đã nhảy vô rồi, cũng may trong đống bắp nó cũng khó di chuyển. Khi hai chị em nhanh chóng lấy miếng sắt che mình lại, nhưng con quái vật vẫn đè lên đâm nát miếng sắt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng như có gì đó kích động đến con quái vật, nó hét lên vài tiếng rồi bỏ đi. Hóa ra là do cái máy trợ thính của người chị, nó phát ra âm thanh từng số thấp làm con quái vật khó chịu. Nhưng người chị vẫn chưa kịp nhận ra điều này, hai chị em nhân cơ hội chạy ra khỏi kho bắp, vừa hay gặp phải người bố đang chạy đến. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết, giữa khu trầm bắp truyền đến tiếng của mấy con quái vật. Người bố đưa hai con vào trong xe, tự mình cầm rìu đứng ngoài canh gác. Rất nhanh quái vật đã xuất hiện, nó đánh lén người bố. Cậu con trai lo cho bố không kìm được mà hét lớn, thu hút con quái vật qua. Hai chị em bị kẹt trong ghế lái, nhìn thấy tính mạng của con cái nguy hiểm, người bố ôm vết thương vùng vẫy mà đứng lên. Anh ấy biết bây giờ mình phải làm gì. Cả đời này người bố chưa bao giờ kiên định đến vậy. Ông dùng ngôn ngữ cơ thể nói với con gái rằng bố yêu con, mãi mãi yêu con. Cô con gái lắc đầu, nhưng người bố đã quyết định. Quái vật giết chết người bố, cậu con trai cũng lái xe rời đi. Không lâu sau, người mẹ và hai đứa con gặp lại nhau, ba người ôm nhau mà khóc. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, tiếng của quái vật lại vang vọng gần hơn. Người mẹ dẫn hai đứa con xuống tầng hầm để trốn. Người chị nhìn thấy khắp bàn toàn là linh kiện máy trợ thính, mới hiểu ra rằng bố yêu cô bé đến mức nào. Con quái vật tới rất nhanh sau đó, người mẹ cầm súng đối diện với nó. Nó từng bước tiến đến gần hơn. Cô con gái đột nhiên nhớ ra, dường như con quái vật từng bị đuổi đi vì máy trợ thính của mình. Cô bé nhận ra mọi chuyện, quái vật cũng có khuyết điểm. Cô bé đeo máy trợ thính vào, quả nhiên có tác dụng. Con quái vật đau đớn co giật nhưng vẫn kiên trì tấn công. Cô con gái đặt máy trợ thính vào gần micro, âm thanh tần số thấp cùng với cường độ lớn cuối cùng đánh đổ quái vật. Vừa thở phào nhẹ nhõm, con quái vật lại đứng dậy. Đã giải quyết được chưa? Lúc này trên màn hình camera hiện lên hai con quái vật đang chạy đến ngôi nhà. Bọn họ phải làm sao đây? Cô con gái cầm micro lên, người mẹ thì cầm súng lên nòng. Hai người họ nhìn nhau đầy vững vàng. Tại vùng đất căm lặng này, cứ tưởng rằng quái vật là không thể ngăn chặn, nhưng sự quyết tâm và dũng khí bảo vệ gia đình vẫn luôn có thể chiến thắng nỗi sợ không có tiếng động này. Các bạn thấy video này như thế nào? Hãy comment tên một bộ phim mà bạn muốn mình review. Sau đó có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like, share và follow trang của Tô Vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.